mình là Thư Huyền từ blog Yogi Travel VN. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn với mọi người một bài tập yoga cực kỳ đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả dành cho những người ngồi văn phòng nhiều, những người ngồi làm việc máy tính nhiều cả ngày. Với 5 phút tập yoga ngay tại bàn làm việc sẽ giúp bạn cải thiện lại các vấn đề về cuộc sống, giúp bạn giảm đau lưng, giảm mỏi cổ và tiếp thêm sức mạnh cho ngày làm việc của bạn nữa. Chỉ cần 5 phút thôi là cuộc sống của bạn sẽ biết ơn bạn rất rất nhiều nếu mà bạn tập chuỗi động tác này thường xuyên. Nào, bắt đầu thôi! Bắt đầu, bạn ngồi thẳng, lùi ghế ra sau một chút. Hai chân của bạn khép lại, hai tay bạn đặt lên đầu gối, ngồi thẳng lưng về trước. Động tác đầu tiên là động tác vươn vai. Mở rộng hai tay ra, hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, xòe các ngón tay rướn lên. Cố gắng đừng đổ người ra sau hoặc là rướn về phía trước, mà giữ thẳng người vươn lên, hai tay rướn lên. Ngẩng mặt nhìn theo tay, hít thở đều lại. Các ngón tay của bạn xòe ra và vươn lên trời. Một nhịp nữa, rướn các ngón tay lên. Rồi thở ra, từ từ hạ hai tay của bạn xuống đầu gối. Động tác tiếp theo là động tác vặn người. Bạn đặt tay phải lên mép ghế bên trái và tay trái đặt qua mép ghế bên phải, móc ra sau. Rồi từ từ bạn xoắn vai ra phía sau, mở rộng lồng ngực, mắt bạn nhìn ra sau. Mỗi nhịp thở ra, bạn xoắn lưng ra sau thêm một chút xíu. Một nhịp cuối cùng, hít sâu, rồi thở ra, từ từ quay về vị trí trung tâm. Đổi bên, bạn đặt tay trái lên đầu gối bên phải và tay phải nắm qua mép ghế bên kia và từ từ xoắn người ra phía sau. Mỗi nhịp thở ra, mở vai ra sau thêm một chút, mở lồng ngực ra sau thêm một chút và xoay khuôn mặt nhìn ra sau luôn. Một nhịp thở nữa, hít sâu, mở căng người ra sau, rồi nhẹ nhàng quay về vị trí trung tâm trở lại. Động tác tiếp theo là động tác cái ghế, vươn người về phía trước. Bạn giữ người thẳng, bụng hóp vào trong, vươn hai tay thẳng lên trời, rồi từ từ đổ chéo người về phía trước, rướn dài ra. Cảm giác các ngón tay kéo căng lưng bạn về trước và hông kéo các đốt sống cùng của bạn ra phía sau. Hơi thở dài ra. Một nhịp nữa, cảm giác như cơ thể bạn đang nghiêng 45 độ chéo về phía trước. Các ngón tay và hông tạo thành một đường thẳng rướn dài ra. Một nhịp nữa, hít thật sâu. Rồi từ từ đặt hai tay của bạn xuống sàn, xuống bàn và lùi hông ra sau, lùi ghế ra sau tới lúc nào mà bạn cảm giác toàn bộ lưng của bạn kéo giãn ra hết mức. Một nhịp thở nữa, cố gắng mon men đi bộ các ngón tay về phía trước nhiều hơn để vai bạn được giãn ra nhiều hơn. Rồi từ từ thả lỏng tay xuống chân, lỏng vai ra, mềm đầu, mềm lồng ngực ra. Bụng của bạn ép lên bắp đùi, vai và tay của bạn thả lỏng ra. Từ từ hít vào nhẹ nhàng, cuộn từng đốt sống nâng người lên và mở vai ra, ngồi thẳng lưng lên trở lại,
Sau đây là một chuỗi tập cho cuộc sống của bạn. Bắt đầu bằng việc hai chân mở rộng ra bằng mông, hai tay chắp trước lồng ngực. Bạn hít vào, giữ tay ở đây, thở ra đan các ngón tay lại, mở tay về phía trước, cuộn bụng ra sau. Hít vào, vươn thẳng hai tay lên trời, vẫn giữ tay đan, lồng ngực mở, rướn dài lưng lên. Thở ra, từ từ hạ hai tay của bạn. Đan các ngón tay ra sau lưng, bẩy lồng ngực về trước, mở thẳng lưng ra. Rồi thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực trở lại. Một lần nữa, hít sâu. Thở ra, cuộn bụng đan tay đẩy về trước. Hít vào, hai tay vươn lên trời, rướn dài người lên. Thở ra, từ từ hạ tay. Hai tay đan sau lưng, lồng ngực mở về trước, bẫy căng cầm lên luôn. Rồi thở ra, hai tay chắp trước lồng ngực trở lại. Mình sẽ làm một lần nữa theo hướng bên này. Hai chân mở rộng ra, hít sâu. Thở ra. Hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn lên. Thở ra, hạ hai tay. Hít vào, đan các ngón tay sau lưng, mở lồng ngực về trước. Và thở ra, tay chắp trước lồng ngực trở lại. Đã hết 5 phút rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi và tập cùng Yogi Travel VN. Nhớ like, subscribe và chia sẻ video cho mình nha. Cảm ơn bạn. Chúc bạn một ngày làm việc vui. Bye bye.